20 người thoát nạn trong vụ cháy khách sạn tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khách sạn tại Nam Từ Liêm, Hà Nội vào sáng ngày 1 tháng 12. Theo đó, hơn 5 giờ ngày 1 tháng 12, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại một khách sạn trên đường Thiên Hiền, quận Nam Từ Liêm. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm, đội chữa cháy khu vực 2 và tổ chữa cháy cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng 4 xe chữa cháy, xe thang và thiết bị chuyên dụng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy cháy là phòng nghỉ của nhân viên tại tầng 1. Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai phương tiện dập lửa. Đồng thời, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động tiếp cận các tầng 3, 4, 5, 6, nơi đang có đông người tập trung, khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ những người mắc kẹt, di chuyển qua cầu thang sắt bên ngoài. Các lực lượng tham gia chữa cháy cũng đã động viên tinh thần những người đang có mặt tại hiện trường vụ cháy, không để xảy ra tình trạng hoảng loạn. Đến khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được các lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bảo vệ, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Trong vụ cháy này, có khoảng 20 người dân đã được hướng dẫn thoát nạn an toàn.